Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Thanh Nghị đã đá giỏ ai thì y như người đó sẽ ngã ngựa Thực hư về sức mạnh đáng nể của ông Nghị Nguyễn Thanh Nghị được ông Nguyễn Tấn Dũng đưa vào chính phủ để chuẩn bị cho chiếc ghế ủy viên bộ chính trị tại nhiệm kỳ sau Từ trước đến giờ chưa bộ trưởng bộ xây dựng nào vào được bộ chính trị Nhưng lần này thì có thể ngoại lệ chăng Chưa biết được Chỉ biết tham vọng của ông Nguyễn Thanh Nghị là ủy viên bộ chính trị chứ không phải là ủy viên Trung ương Đảng nhỏ nhoi như hiện nay. Bộ xây dựng là bộ nhỏ, vì Nguyễn Thanh Nghị có chuyên môn ngành xây dựng nên mới nắm bộ này, chứ thực chất là Nguyễn Thanh Nghị muốn nắm bộ lớn hơn. Chính vì bộ nhỏ nên Nguyễn Thanh Nghị phải thể hiện là một bộ trưởng năng nổ. Vì thế mà Nguyễn Thanh Nghị đã đá dò rất nhiều bộ trưởng khác để thể hiện năng lực của bản thân. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị đang có tham vọng vào Bộ Chính trị để chiếm chiếc ghế Phó Thủ tướng nhiệm kỳ tới. Hồi tháng 4, ông Nguyễn Thanh Nghị xua thanh tra Bộ Xây dựng vạch hàng loạt sai phạm tại hai dự án tại Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, đó là dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch Nam Thăng Long và dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh đường lăn sân bay nội bài. Đây là hai dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và Ban quản lý dự án Thăng Long là đơn vị quản lý dự án đó là dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch, Nam Thăng Long thuộc đường Vành Đai 3, thành phố Hà Nội với dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường băng, cảng hàng không quốc tế nội bài. Những dự án này rất quan trọng cho thủ đô. Không biết Nguyễn Thành Nghị đã ngửi thấy mùi gì bất thường trước mà ông Nghị đã đá dò ông Nguyễn Văn Thể đến như thế. Và sau đó cả tháng, cụ thể là vào ngày 14 tháng 7, ông Nguyễn Văn Thể thì bị ông Nguyễn Phú Trọng đưa vào danh sách phải xử lý. Theo như tin chúng tôi nhận được từ tháng trước, thì ông Nguyễn Văn Thể bị đưa ra khỏi chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để về Ban Kinh tế Trung ương thế vào chỗ cho Nguyễn Thành Phong. Và vấn đề để xử lý ông Nguyễn Văn Thể chỉ là thời gian mà thôi. Nhiều người cho rằng Nguyễn Thanh Nghị đã biết được nội tình rất sớm nên đá dò người sắp ngã ngựa để lấy tiếng. Nhận xét này cũng có khả năng sát thực bởi Nguyễn Thanh Nghị đủ thông tin để biết trước mọi việc trong chính phủ. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước cũng có thể có khả năng vào bộ chính trị. Tháng trước Nguyễn Thành Nghị đã đá sang sân của ông Hồ Đức Phước. Ông Nghị muốn tấn công vào lĩnh vực thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Việc này được nhiều người đánh giá là tương tự như cách ông Nghị đã đá giò ông Nguyễn Văn Thể trước đây 5 tháng. Không biết có đúng vậy hay không, nhưng hiện nay ông Hồ Đức Phước vẫn đang rất mạnh dù cho bão Việt Á đã thổi vào bộ tài chính. Ông Nguyễn Thành Nghị có đủ mối quan hệ để biết trước tin tức của nội chính. Điều đó thì ai cũng biết. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số người thạo tin, thì việc đẩy Hồ Đức Phước ra khỏi ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính không phải là dễ dàng. Có nhiều người thắc mắc rằng ông Nguyễn Thành Nghị và ông Hồ Đức Phước là hai Bộ trưởng ở hai bộ khác nhau, nước sông không phạm nước giếng, nghĩa là không có cạnh tranh trực tiếp thì cớ sao ông Nguyễn Thành Nghị lại muốn đá giò ông Hồ Đức Phước vậy? Phải chăng ông Nghị muốn lo chuyện bao đồng không liên quan đến mình? Thực ra ông Nghị không hề lo chuyện bao đồng mà ông Nghị đang muốn đấu với Hồ Đức Phước cạnh tranh một suất ủy viên Bộ Chính trị cho nhiệm kỳ sau. Nếu ông Phước vào được Bộ Chính trị thì cơ hội cho ông Nghị sẽ hẹp đi rất nhiều bởi trong chính phủ chỉ được một lượng ủy viên có giới hạn mà thôi. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ, một trong những người chống lưng trong Hồ Đức Phước. Hiện nay ai nắm bộ tài chính, bộ ngoại giao, bộ giao thông vận tải là dễ vào bộ chính trị. Nên Nguyễn Thành Nghị mới đá sang sân của những ai mà ông ta có thể đá được là như vậy. Ý đồ chính trị cả như thế và việc ông Nguyễn Thành Nghị đá giỏ ai nghĩa là ông ta muốn người đó ngã ngựa. Đó là sự thật. Thực ra ông Nghị không có khả năng loại những người đó ra khỏi cuộc đua Báo nghị chỉ muốn chọc một vết nhỏ để Trung ương khui ra sai phạm tiếp tục mà thôi Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm vẫn đang cứng, chưa xỉu Tiếp tục cương với Hoa Kỳ thì rất dễ bị sụp đời Tô Lâm Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn ra giả, nhai đi nhai lại câu Chống Mỹ cứu nước để vẽ ra một thứ chủ nghĩa anh hùng ảo tưởng Nước Mỹ là nước giàu mạnh con cái của quan chức đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đưa sang Mỹ du học và định cư ở đấy. Đó chính là sức mạnh của Mỹ mà không ai có thể cưỡng lại được. Cụ thể là Nguyễn Thị Nghị, con trai Nguyễn Tân Dũng từng du học tại Mỹ và về làm chính trị. Con trai của Nguyễn Xuân Phúc là Nguyễn Xuân Hiếu cũng đã sống tại Mỹ và tạo một tấm bằng để làm hành trang cho sự nghiệp chính trị sau này. Hiện nay hàng loạt quan chức cho con cái đi du học Âu Mỹ, Úc và từ chối đi học Trung Quốc và Nga như thế hệ của cha chú của họ hiện nay quan chức luôn ưu tiên cho con cái học ở những nước tư bản mà đứng đầu là Mỹ nếu trượt thì mới du học ở các nước khác đây hình ảnh ông tô lâm bộ trưởng bộ công an của việt nam nước mỹ không cần phô trương vì họ có thực lực nền kinh tế của mỹ đang là nơi kêu mang hàng vạn đại gia đỏ tức là những người giàu thuộc tầng lớp dòng dõi của cộng sản các nước trên thế giới họ đang làm ăn sinh sống ở đấy, cho nên tấm hộ chiếu trên tay rất quan trọng. Nhiều người hiểu rằng xin visa vào Mỹ rất khó nếu dùng tấm hộ chiếu cũ có nơi sinh Đàng Hoàng. Vậy mà với tấm hộ chiếu mới, Mỹ đã tuyên bố không thừa nhận, đẩy ông Tô Lâm vào một tình thế khó khăn tiếp theo. Một mình nước Mỹ thôi thì trọng lượng còn hơn cả khối châu Âu với 27 nước, cho nên một khi Mỹ đã lên tiếng từ chối mã hộ chiếu mới thì điều đó đồng nghĩa với việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải làm gì để đúng với việc đòi hỏi của họ. Mỹ là nước lớn, họ không nhường bước trước ai bao giờ. Đó là đặc tính của nhà nước. Cộng sản phải nhường bước chứ không phải một mình ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhỏ nhoi này. Và để cho Mỹ dỡ bỏ cấm vận vào năm 1995 thì nhà nước cộng sản Việt Nam phải nhiệt tình phục vụ yêu sách của Mỹ tìm kiếm lính Mỹ mất tích tại chiến trường Việt Nam trước năm 1975. Thời kỳ đó nước Mỹ chưa có ảnh hưởng đến Việt Nam sâu sắc như bây giờ. Vậy mà bộ máy đảng và nhà nước Việt Nam đã phải nhượng bộ để đổi lấy việc làm ăn với Mỹ. Ngày nay Tô Lâm không thể cương với Mỹ được vì ông ta chỉ là một bộ trưởng tại nước Việt Nam. Đây là hình ảnh. Mỹ đã lên tiếng về mẫu hộ chiếu mới không chấp nhận khi không có nơi sinh. Chuyện Bộ Công an thiết kế mẫu hộ chiếu mới không có thông tin về nơi sinh khiến rất nhiều nước châu Âu, Mỹ và có lẽ hầu hết các nước sẽ không chấp nhận cấp visa cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới này. Ngay cả ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phải yêu cầu Bộ Công an xử lý ngay vấn đề về việc xuất cảnh cho các công dân Việt Nam được thông suốt, không để ảnh hưởng xấu đến công việc của họ. Đáng lẽ Bộ Công an chỉ đơn giản là chân thành nhận lỗi và sửa chữa do lỗi kỹ thuật có đánh máy là xong. Còn nội bộ xử lý thế nào thì dân chẳng quan tâm. Nhưng từ cái sai không chịu nhận mình sai cho xong lại dẫn đến cái sai lớn hơn. Đó là đem ghi chú vào hộ chiếu là bị chú ghi rằng theo đề nghị của người mang hộ chiếu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xác nhận nơi sinh của người mang hộ chiếu. Đấy là cái sai của Bộ Công an. Nhưng ông Tô Lâm đã biến việc xin bị chú như là hình thức ban của Bộ Công an vậy. Một điều hoàn toàn trái ngược với việc nhà nước phải phục vụ nhân dân. Đây là hình thức lấy cái sai, che đậy cho cái sai và biến hành động cái sai như một kiểu ban ơn cho người dân Việt Nam đã tạo sự phẫn nộ từ Bắc đến Nam, từ trong ra ngoài. Việc này mang tính chất khôn vặt, tuy nhiên người dân không chấp thành việc đó. Việc quan chức nhất thời hiện nay là Mỹ đã lắc đầu với, với hộ chiếu mới của Việt Nam thì dân Việt Nam sang Mỹ sẽ khổ vô cùng, nhưng ông Tô Lâm vẫn chưa có động thái gì để sửa sai. nên hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cần phải can thiệp để ông Tô Lâm không hành dân vô hộ chiếu và gây mất hình ảnh của người Việt Nam trên thế giới. Ông Tô Lâm càng cương thì lỗi của ông càng lớn và mạng xã hội sẽ phải lên tiếng để ông Tổng Trọng nghe thấy và giải quyết. Đó là vấn đề mà ông Tô Lâm sẽ phải đối mặt nếu vẫn cương như những ngày vừa qua tờ Thời báo chấm đã từng phân tích và đánh giá Tô Lâm rất cứng đầu nhưng rất non về chính trị. Một lỗi nhỏ lẽ ra phải sửa cho xong, giờ lại thành vấn đề rất lớn mang tính quốc tế và toàn cầu. Hãy chờ xem ông Tô Lâm cương được bao lâu.